quan tâm và động viên kịp thời tới toàn thể anh em trong công ty. Thì trong dịp 20 tháng 10 thì tôi cũng là xin chúc toàn thể, cái thứ nhất là giám đốc và cái thứ hai nữa là toàn thể anh chị em, chị em trong công ty là luôn luôn có sức khỏe và xinh đẹp và công việc lúc nào cũng đi hàng đầu để giúp việc cho giám đốc ạ. Nhân lực của toàn công ty là 80 nhân lực cả nam lẫn nữ, trong đó nhân lực nam là chiếm 70%. Hôm nay là cũng đến cái ngày 20 tháng 10 là cái ngày lễ, ngày Tết của các chị em phụ nữ, thì tôi cũng thay mặt toàn thể anh em là nam giới trong công ty Bảo An mình có một lời chúc tới các chị em phụ nữ của công ty Bảo An cũng như là phụ nữ của toàn đất nước Việt Nam mình có một ngày lễ vui vẻ với một tinh thần mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn tràn đầy sức sống làm việc trong cuộc sống để cho công việc của công ty ngày một phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp hơn. Thì cá nhân tôi trong ban lãnh đạo của công ty Bê Tông Bảo An cũng cảm thấy rất là xúc động. Khởi nghiệp của Bê Tông Bảo An, lãnh đạo cũng là nữ giới, chính vì vậy nên hòa chung với cả niềm vui chung ngày 20 tháng 10 của cả nước thì công ty cũng tổ chức cho các cô, các bác, các chị em trong công ty cuộc gặp mặt cũng như là những phần thưởng ấm tình nghĩa của công ty đến toàn thể chị em phụ nữ trong công ty. Như ngày 20 tháng 10 thay mặt ban lãnh đạo của công ty Bê Tông Bảo An xin gửi đến lời chúc của các bà, các mẹ, các chị cũng như là các em, các con trong toàn thể đơn vị Bảo An nói riêng và tất cả những người phụ nữ trên đất nước Việt Nam nói chung, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.